quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Nhã Phương cùng dàn sao Việt chúc mừng 30 chưa phải Tết được chiếu. Sau khi thông tin phim 30 chưa phải Tết chính thức được chiếu, hàng loạt sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến nam danh hài Trường Giang. Mới đây, nhà sản xuất của phim 30 chưa phải Tết đã chính thức đưa ra thông báo chính thức rằng phim đã được quại kiểm duyệt. Hàng loạt sao Việt như Nhã Phương, vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Khải Như vui mừng cho Trường Giang và nhà sản xuất phim. Sau bao nhiêu khó khăn thì phim cũng ra rạp, đúng như dự định. Nghệ sĩ Trường Giang, 30 chưa phải Tết khởi chiếu từ 25 tháng 1 mùng 1 Tết, cảm ơn mọi người. Nhã Phương cùng dàn sao Việt đồng lòng hoan hỷ cho 30 chưa phải Tết. Nhã Phương, bà xã của Trường Giang, nhanh chóng chia sẻ niềm vui này cùng chồng khi phim được trình chiếu. Tết về không chỉ với ekip mà cả với gia đình Destiny, tên con gái của Trường Giang Nhã Phương. Lần đầu tiên ba Destiny hóa thân thành nhân vật mẹ yêu thích, không có gì diễn tả được tâm trạng lúc này. Cả nhà ơi, Tết này ra rạp cùng gia đình Destiny nha, để thấy gia đình là điều tuyệt vời nhất. Nhã Phương vui mừng cùng chồng, loạt sao Việt khác như ca sĩ Phương Thanh, vợ chồng danh hài Thu Trang Tiến Luật, Đức Thịnh Thanh Thúy, Khải Như khi nhận được tin mừng cũng như thiệp mời dự buổi công chiếu cũng đã hoan hỷ cho sự việc này. Phương Thanh, hi hi, hẹn ngày mốt nha. Đỗ Đức Thịnh, chúc phim đại thắng. Thanh Thúy, sau tất cả thì phim cũng được ra mắt khán giả, chúc phim và team Trường Giang giữ vững ngôi vương của câu lạc bộ trăm tỷ nha. Tiến Luật, xác nhận là ra rạp nè, chúc mừng thằng bạn. Thu Trang, tuyệt vời. Khải Như, chúc mừng các anh và ekip. Quang Huy khẳng định phim không bị cắt khiến méo mó. Trước thông tin được kiểm duyệt, nhiều khán giả cũng sẽ hoài nghi việc phim đã phải chịu cắt bỏ nhiều phân đoạn để có thể qua ải. Tuy nhiên, lường trước được ý kiến này, đạo diễn Quang Huy cũng chia sẻ: chúng tôi đã nhận được thông báo sẽ có giấy phép phổ biến phim 30 chưa phải Tết sau khi chúng tôi nộp bản phim lưu chịu đúng theo bản đã được duyệt. Bằng tinh thần lắng nghe nghiêm túc, tôn trọng luật điện ảnh và các cơ quan quản lý nhà nước, sự kiên trì bảo vệ tác phẩm của chúng tôi cùng sự cởi mở chia sẻ tầm nhìn sáng tác của chúng tôi từ hội đồng duyệt phim và cục điện ảnh, chúng tôi vẫn giữ được câu chuyện nguyên vẹn ý nghĩa thông điệp của mình. Thật may mắn vì điều khiến tôi lo lắng nhất đã không xảy ra, đó là mất đi cảm xúc của tôi tạo ra. Cảm xúc luôn là yếu tố quan trọng nhất trong các bộ phim của tôi. Thật nhàm chán nếu xem một bộ phim mà không có cảm xúc, nhất là một bộ phim gia đình. Tôi cảm kích tất cả những lời hỏi thăm, động viên và cầu nguyện của những đồng nghiệp, bạn bè, ekip và khán giả dành cho bộ phim 30 chưa phải Tết. Vậy là cuối cùng tác phẩm đã được đánh giá rất cao cả về tính giải trí lẫn nhân văn là 30 chưa phải Tết đã có sự thông hành chính thức và đúng thời điểm mà ekip mong muốn. Hy vọng khi ra rạp, bộ phim sẽ không khiến khán giả thất vọng với những mong đợi này.